căn phòng tiếp theo đã sẵn sàng. Người chơi tiếp theo cũng đã sẵn sàng. Vị khách mời tiếp theo của chúng ta đó là ai? Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với phần chuẩn bị sẽ biết rất rõ. Xin mời. Trinh đi đóng phim nè thì thường là sẽ có kịch bản để mình học thoại, rồi mình biết tâm lý, rồi mình biết tất cả mọi thứ để mình có thể nhập vai vào nhân vật một cách tốt nhất. Còn chương trình Ơn Trời Cậu Đây Rồi thì lại không biết được tình huống mình diễn thế như nào, cũng không biết là mình sẽ nhân vật gì luôn. Không biết Trinh có làm được hay không đây, cho nên rất là bây giờ Trinh rất là lo lắng và hồi hộp. Thường khi diễn một cảnh buồn và đau khổ thì khi em đi đóng phim thì em sẽ được có một thời gian nhất định. Đến khi mà em gật đầu thì đạo diễn mới kêu hô là diễn. Còn nếu mà bảo Trinh khóc liền thì cũng sẽ hơi khó. Trinh thì cũng chưa bao giờ diễn vừa bi vừa hài bao giờ cả, cho nên nó cũng là một thử thách đối với Trinh. Và Trinh hy vọng là mình sẽ cố gắng làm tốt nếu như có thử thách đó. Trong các trưởng phòng ngày hôm nay thì Trinh thích ba người, đó chính là Chí Chí Tài, anh Trấn Thành và anh Trường Giang. Chí Chí Tài với anh Trường Giang thì rất là dễ thương và vui tính. Còn anh Trấn Thành thì làm rất là thú vị và Trinh rất là thích xem những hài kịch do anh Thành đóng và Trinh rất là ngưỡng mộ. Ba người đó nếu mà lọt vào phòng nào thì Trinh cũng thích hết. Vâng, thưa quý vị, vị khách tiếp theo đến với căn phòng số 2 đó chính là Angela Phương Trì. Cảm ơn các bạn đã hô vang tên của người mà tôi rất hâm mộ. You are my idol. Oh, you look so very beautiful. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ. Mở cánh cửa này ra, hoặc là cuộc đời nở hoa, hay là cuộc sống bế tắc. Bạn bây giờ đã là một bông hoa rồi, mở ra đi. Okay. Bình tĩnh em ơi. Sao em dễ tin người thế? Con rồi, mẹ đã về rồi. Con, mẹ qua đây với con nè. Sao? Con nhớ mẹ quá. Con nhớ mẹ quá. Ôi, sao hôm nay con trai của mẹ? Sao hôm nay con mặc đồ dễ thương quá vậy? Vì con đợi mẹ đó. Đợi mẹ làm gì ạ? Mà mỗi lần mẹ đi diễn về đêm con đợi mẹ mà, tại vì có mẹ con mới ngủ được. Trời ơi, thương quá à. Dạ, cô dạy con là mẹ mình đi làm, mình không được quấy rầy mẹ, không được làm phiền mẹ. Phải đợi đến khi nào hai con mắt nó lòi ra mẹ mình về thì mới được. Đúng rồi. Rồi con mắt nó lòi ra chưa con? Không có đâu con mắt con, lời như vậy nè. Thấy chưa, đâu, đây là kiến siêu nhân. À mà spy cho mẹ. Mẹ ơi, bữa nay mẹ diễn vui không? Vui lắm, con không thấy mẹ trên truyền hình ạ. Con thấy mẹ trên truyền hình show Ơn Trời Cậu Đây Rồi luôn. Mẹ gặp trưởng phòng Trấn Thành luôn đúng không? Mà bữa nay mẹ diễn cái gì vậy? Mẹ kể con nghe đi. Bạn con nói á là mẹ hát hay lắm luôn á. Mẹ hát cho con nghe thử đi. Con muốn mẹ hát bài gì nè? Con buồn ngủ rồi. Ok, để mẹ đưa con. Bây giờ mẹ hát ngủ con ngủ đi. Con muốn ngủ, con nghe bài Dí Dầu Ầu Ơ hồi xưa mẹ vô con ngủ, con sẽ ngủ thôi. Mẹ vô con ngủ nha. Ầu Ơ Dí Dầu Cầu Giang Đông Đinh Cầu Tre. Trời đất ơi, anh Trân La ơi. Em nói là em về em lấy hành lý cái là đi ra sân bay liền mà anh đợi em từ nãy tới giờ. Bây giờ là 3 giờ khuya rồi, 6 giờ sáng là bay. Bay quốc tế nha em. Một cái giải thưởng lớn, trễ cái chuyến này là không có kịp. Em đi diễn hoài, em không có thời gian để mà chăm sóc cho nó gì hết trơn. Thôi em nói cái gì bây giờ, em không biết được lịch, cái gì cũng phải nhờ quản lý nhắc hết vậy em. Thôi ngày anh... mai là em đi nhận cái giải Oscar. Em hiểu rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Bây giờ anh xuống xe anh chờ em nha.
Em thu dọn hành lý xong xuống liền nha, nãy giờ cái tiền chờ taxi mắc hơn tiền cước nữa đó. Mẹ, mẹ đừng đi. Mẹ, mẹ đừng đi. Mẹ ơi, mẹ đừng đi. À, mẹ đừng đi. Con không muốn mẹ đi đâu. Mẹ đừng đi, mẹ bỏ con buồn lắm á. Mẹ phải đi công việc một xíu. Mẹ phải đi thì mẹ mới kiếm tiền lo cho con được chứ. Đừng đi. Con sợ. Ôi, mẹ đừng đi mà. Con sợ lắm, mẹ đừng có đi. Con sợ lắm á. Mẹ biết rồi. Mẹ đi một chút xíu thôi rồi mẹ về liền. Con phải thông cảm với mẹ chứ. Ba con đã bỏ mẹ đi từ lúc mà con còn nhỏ xíu. Bây giờ con cũng nhõng nhẽo như vậy nữa, làm sao mà mẹ đi làm được đây. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ đừng khóc, mẹ khóc rồi mẹ mù giống con luôn á. Mẹ đừng khóc nữa. Ha. Con không có quấy rầy mẹ nữa đâu. Nhưng mà đáng lẽ mẹ đi con không có cản mẹ đâu. Tại bữa nay mẹ quên rồi. Bữa nay sinh nhật của Bo mà. Mẹ có quà cho Bo không? Bây giờ mẹ đi lưu diễn nè, rồi mẹ sẽ mua quà về cho Bo nha. Được không? Ừ. Được. Mẹ định mua cái gì cho con? Mẹ mua kẹo bánh mà con thích. Thôi ăn mập lắm. Chứ con muốn sao? Con thích hình nộm một người mẹ. Mua cho con ấy. Mua được không? Không sao đâu. Không sao đâu. À, bây giờ mẹ ở chơi với con chút xíu. Con có chuẩn bị cái này sinh nhật của Bo. Mẹ quên rồi thì thôi. Nhưng Bo có chuẩn bị. Bo có chuẩn bị bánh sinh nhật á. Mình không ăn bánh kem thì thôi, mình ăn bánh bông lan. Bánh bông lan trứng muối luôn. Nè, không có tiền mua bánh bông lan trứng muối. Mua bánh bông lan và trứng muối là bánh bông lan trứng muối. Mẹ ngồi với Bo đi. Mẹ ngồi với Bo đi. Giờ mình thổi nến được không mẹ? À! Sao vậy con? Giờ mình thổi nến đi. Nến đâu? Nến đâu mình thổi nến với con đi. Mình thổi nến đi mẹ. Ăn bánh nha, ăn bánh nha. Mẹ ăn đi. Ăn trứng muối phải ăn chồng trắng mới ngon. Ăn miếng chơi mẹ. Đồ ăn thiệt à, thôi mày đừng ăn nhả ra. Ăn bánh bông lan ngon hơn nè. Không, mẹ thích ăn cái kia tiếp mà. Vậy hả? Thôi vậy bỏ đi. Tội nghiệp mẹ lắm á. Mẹ quên bữa nay là sinh nhật con rồi phải không? Giờ mẹ chúc Bo đi, mẹ chúc Bo cái gì mẹ chúc đi. Mẹ chúc con ơi. Sinh nhật của Bo nè. Ừ. Mẹ chúc Bo thêm một tuổi mới. Dạ. Sức khỏe. Dạ. Sao nữa? Ừ, không được nhõng nhẽo nữa. Để dạ. Mẹ có nhõng nhẽo đâu, có nhõng nhẽo đâu, Bo ngoan mà. Bo nhõng nhẽo hoài mẹ không đi làm được, kiếm tiền phải nuôi con chứ. Không có đâu. Bữa nay con còn nhớ là sinh nhật con với sinh nhật mẹ trùng sinh nhật luôn, mẹ quên sinh nhật của mình luôn. Ghê thiệt, làm việc quên hết. Cô con nói những người như vậy là bị mất trí nhớ đó. Mẹ có mất trí nhớ không? Mẹ có không? Không. Không có hả? Con có quà cho mẹ luôn. À, hồi hôm bữa bạn con nói á, mẹ mày diễn trên sân khấu ăn mặc hở hang lắm. Rồi à, bận đồ thiếu giải nên con có chuẩn bị con mua cho mẹ cái mền nè. Một món quà thật là ý nghĩa. Khi mẹ lên sân khấu mẹ bận cái mền vậy cho nó kín đáo mẹ nha. Ước gì mẹ ở nhà với mình luôn. Mẹ biết không? Hôm bữa mẹ đi mẹ chửi cô giúp việc quá trời. Cái lúc mẹ đi làm cái cô giúp việc chửi là con y chang luôn. Ô bả khùng bò cạp luôn á. Bà nói Bo là nghiệp chướng. Nói chứ mẹ đẻ Bo ra mẹ đâu có thương Bo đâu. Hồi xưa đẻ ra không cho bú sữa mẹ. Cái bữa Bo sốt cái vô bệnh viện sốt quá mù luôn.
mà trong khi sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Không cho bú luôn. Vậy mẹ cho bò bú được không? Con muốn có dòng sữa mẹ. Con đã sẵn sàng. Mẹ đừng lấy mền trùm con lại, con ngọt thở lắm. Giả bộ được không con? Biết mẹ thì nói giả bộ mà. Nên bỏ chuẩn bị luôn rồi. Ngày nào mà bò... Bà ơi! Trời đất ơi! Giờ này đi đắp mền bà. Trời ơi! Tới giờ nó sân bay rồi, trễ giờ rồi, đi lẹ lên. Hành lý đâu? Cái gì? Thôi không nói nhiều nữa, thôi đi qua bển luôn đi, anh sắm đồ mới cho lẹ lên. Đi. Mẹ đi hả? Mẹ đi nha con. Đi thiệt hả? Mẹ đừng đi. Để em nói chuyện với con em nữa. Trời ơi, anh đợi em được mà máy bay nó đâu có đợi. Lẹ lên. Cho mẹ nói chuyện con chút xíu đi. Mẹ nói gì mẹ nói. Mẹ đi nha, ở nhà phải ngoan đó. Mẹ đi thiệt hả? Mẹ đi rồi mẹ về mà. Hồi nãy con hối mẹ sao? Bà bé sinh nhật con mà. Sinh nhật nhưng mà con... Mẹ chúc con là con không được hư để mẹ đi làm. Con nhớ không? Nhớ luôn. Sau bao nhiêu tiền con mua một ngày mẹ con ở với con được không? Con mua một xô mẹ con ở với con, chú lấy tiền đi, bố để in tiền ra, bố chú cho mẹ bỏ với bao một ngày thôi, mẹ coi như bố mua một xô diễn của mẹ đi. Con đứng lên đi, con làm gì vậy? Con đứng lên đi. Không, anh bỏ tay ra đi. Em nghe nói. Không. Ở nhà đi. Ở nhà đi. Con đứng lên đi. Ở nhà. Con làm gì vậy? Em con nha. Con nha. Quên tôi là. Ở nhà không? Ở nhà quên tôi là. Ở nhà không? Hả? Thôi được rồi. Ở nhà đi. Con à. Con bình tĩnh để nghe chú nói chuyện với mẹ con chút. Nói cái gì? Mày là quỷ. Mày bắt mẹ tao, mày là quỷ. Đi ra coi ra đi. Mẹ đừng đi. Cho anh nói chuyện với em chút. Đây là một chương trình lớn, một giải thưởng lớn. Ở Việt Nam chỉ có một mình em là được đi nhận giải thôi. Em không thể nào bỏ cái này được. Người ta hỏi lý do tại sao, ta tìm hiểu, báo chí đến tìm hiểu, biết em có một đứa con tật nguyền như vậy. Rồi nó còn là con quan nữa, em hiểu không? Anh nói gì vậy? Anh nói lại đi chứ. Đây là một cái sự kiện đặc biệt, không có dễ gì ai có được hết. Hôm nay là ngày sinh nhật của con em. Và ngày sinh nhật của em nữa. Anh mướn bạn lại chơi với nó nha. Em không cần. Ở nhà có bà giúp việc lo cho nó. Sau này em sẽ diễn bù cho anh những show sau. Em phải đi sự nghiệp em mới phát triển, em mới có tiền để chữa bệnh cho con em. Em hiểu rồi, nhưng mà nó cần em ngày hôm nay. Nhưng mà anh cần em hơn nó. Tệ anh chứ. Người ta cần nữa kìa. Chứ nói con Hoàng là sao mẹ? Ủa, mẹ nói ba về với con mà. Mẹ nói chắc ai đó sẽ về mà. Sao bây giờ chú nói con Hoàng là không có ba rồi? Thì ba con đâu? Ba con là ai? Sao mẹ đã nói với con mỗi đêm trước khi mà mẹ ru con ngủ là ba đã bỏ mẹ từ lúc mà con còn nhỏ rồi? Sao con lúc nào cũng nhắc tới ba hết vậy? Có mẹ không được hay sao? Ba thiệt là ai? Phải có ba chứ không có ba người ta kêu tề thiên rồi. Nghe thì để nó nhà anh lo, anh cho người lên lo trễ giờ rồi. Bây giờ em giải quyết làm sao? Chuyện kia quan trọng hơn nhiều. Chú đừng nguy hiếp mẹ con hả? Anh đi nha, anh đi. Em sẽ có được tất cả nếu em đi với anh. Em là con bò cạp. Một khi anh đã đụng tay em thì em sẽ... Con ơi, mẹ giỏi. Con ơi, mẹ.
con. Đã có những giọt nước mắt không chỉ của diễn viên mà của cả quý vị khán giả, những người đang theo dõi chương trình. Chúng ta đã thấy một câu chuyện, thực sự đó là một bi kịch của một ngôi sao, và họ đã phải hy sinh rất nhiều để có được những phút giây tỏa sáng. Nhưng mà Phương Trinh ạ, tôi vừa nhìn thấy hình ảnh của một bà mẹ đang rơi vào hoàn cảnh đúng nghĩa là bế tắc. Và cái việc mà bạn rơi vào tình huống như thế này đòi hỏi sự thông minh của bạn. Và xin mời anh Hoài Linh ạ. Trước tiên tôi cảm ơn Trấn Thành và anh Đức đã đưa ra một cái tình huống rất là dễ thương. Và tôi nghĩ là tình huống này nó cũng đã có trong đời sống anh chị em nghệ sĩ của chúng ta. Và cái điều dễ thương ở đây là cái tình mẫu tử. Tôi có vài lời với Phương Trinh là cách xử lý của Trinh rất là tuyệt vời. Bởi vì lúc đầu tiên Trinh đánh lừa cảm xúc của khán giả, cứ ngỡ là Trinh sẽ bỏ đi vì cuộc sống. Bởi khi mà Trinh nói á, là ba con đã bỏ mẹ đi rồi, bây giờ mẹ phải đi làm để mẹ kiếm tiền, mẹ nuôi con, thì lúc đó có lẽ không phải một mình tôi mà khán giả cũng sẽ nghĩ là bạn sẽ bước ra khỏi cánh cửa này để đi. Nhưng bạn đã không làm điều đó khi anh Đức bước vào lần thứ hai, và khi con bạn đập cái ống heo ra để mua một cái ngày trọn vẹn cho con mình. Tất cả những danh vọng, tiền tài chúng ta có thể tìm được, nhưng cái tình cảm khó tìm. Và nhất là tình cảm của người mẹ dành cho con mình. Trinh làm tôi bất ngờ thật. Bởi vì đã xem con diễn từ hồi nhỏ, và ngày hôm nay chú lại có một cái nhìn khác về con. Cái diễn của con nó lại sâu sắc hơn xưa. Và con đã trưởng thành thật sự. Cảm ơn con.